Viêm màng não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường hô hấp, thường gặp ở trẻ nhỏ và được đặc trưng bởi tình trạng là xung huyết quanh màng não hoặc là tủy sống do sự tấn công của vi khuẩn. Bệnh viêm màng não do não mô cầu được chia thành 4 nhóm A, B, C và D. Trong đó, viêm màng não mô cầu nhóm A là nhóm bệnh thường gặp ở nước ta. Bệnh có thể bắt đầu với triệu chứng như là sốt nhẹ, chuyển biến thì rất là nhanh, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, khiến trẻ có thể tử vong chỉ sau vài giờ phát bệnh. Nếu phát hiện và điều trị muộn, trẻ có thể phải đối mặt với nhiều di chứng nặng nề do bệnh gây ra suốt đời như là điếc, mù lòa, não bộ kém phát triển, giảm chỉ số IQ. Bệnh này lây qua tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp với các giọt bắn từ mũi họng của người bệnh. Vậy nên khi thấy con có biểu hiện như là sốt cao đột ngột, ho, đau họng, ớn lạnh, xuất hiện co giật, ngủ ly bì, nôn chớ thì bố mẹ nên đưa con tới trung tâm y tế để phát hiện và điều trị kịp thời nhé. Để phòng bệnh thì hiện nay nước ta đã có vaccine phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu đã được triển khai rộng rãi với 3 tuyếp thường gặp là A, B và C. Bố mẹ hãy lưu ý đưa con đi tiêm phòng cho đúng độ tuổi nhé.